chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lùi lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại có thể gọi tên đó là thời đại của kỹ thuật số. Tất cả mọi sự có thể mã hóa thành những con số. Trong đời sống tương quan xã hội, trong các công ty xí nghiệp, các nhân viên đôi lúc không được gọi bằng tên của mình. Mỗi người mang một con số. Cuối cùng, người ta không biết mình là ai nữa. Trong một xã hội khoa học phát triển như thế, thì dường như con người đang mỗi ngày bị máy móc hóa và đánh mất đi tính cách ngôi vị của mình. Có một cơn khủng hoảng lớn trong thời đại của chúng ta mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể gọi tên, đó là cơn khủng hoảng về căn tính. Nói một cách dễ hiểu, cơn khủng hoảng về căn tính nghĩa là người ta không còn biết mình là ai và cũng không nhận ra người đối diện mình là ai nữa. Đây là cơn khủng hoảng trầm trọng, cơn khủng hoảng căn bản lôi theo bao nhiêu những cơn khủng hoảng khác. Chẳng hạn, cơn khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống. Người ta cảm thấy cuộc đời là vô vị và người ta không cảm được ý nghĩa cuộc đời của mình. Tôi dấn thân để làm gì? Tôi dấn thân cho ai? Người ta không nhận ra mình là ai và không nhận ra người đối diện mình là ai, thì người ta cũng không thể sống một cuộc đời tốt đẹp. Đôi lúc tưởng rằng ta đang sống, thế nhưng mà ta vẫn bước đi như kẻ đi trong mộng. Ta không hiểu được chính mình.
Ngày hôm nay Đức Giêsu có thể nói là một cuộc phỏng vấn nhỏ với các môn đệ. Người ta bảo con người là ai? Ngài không chỉ nghe những phản hồi của dân chúng, nhưng qua đó Đức Giêsu muốn hỏi từng môn đệ của mình: còn anh em bảo thầy là ai? Thầy là ai? Đó là một câu hỏi chất vấn các môn đệ nhận ra căn tính của Đức Giêsu, đấng từ trời đến. Căn tính của Đức Giêsu, ngôi lời và là đấng cứu độ nhân loại. Ngài là đấng Kitô. Và chỉ khi nào nhận ra căn tính đích thực của Thiên Chúa, người môn đệ mới có cơ duyên để nhận ra căn tính của mình, căn tính của những người được mời gọi để bước theo Chúa Giêsu. Nếu các môn đệ không nhận diện được thầy mình, không hiểu được đấng mời gọi mình bước theo, thì chắc chắn các ông sẽ quỵ ngã, các ông sẽ bỏ cuộc trên hành trình theo thầy. Bởi vì đây, bóng của thập giá đã phủ cuộc đời của thầy. Nẻo đường thầy đi là nẻo đường thập giá. Điều đó ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, đã diễn tả hình ảnh của đấng Mêsia như trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe: tôi đưa lưng cho người ta đánh, tôi đưa má cho người ta vặt râu, tôi không che mặt khi bị sỉ vả. Đó là hình ảnh của đấng Mêsia. Hình ảnh đó trở nên rõ rệt, sống động nơi gương mặt của Đức Giêsu trong cuộc vượt qua. Các môn đệ khi chứng kiến gương mặt ấy, liệu có còn đủ can đảm và lòng trung tín để bước theo thầy nữa hay không? Hay các ông ngỡ ngàng và cảm thấy tôi đã chọn lầm? Trong cuộc sống của chúng ta, những lời than vãn dường như rất thật vẫn đang diễn ra mỗi ngày ta gặp thấy. Có thể ta nghe đâu đó: tôi đã lầm vì chọn em làm vợ. Và cũng có thể nghe thấy một tiếng chua chát: tôi đã lầm vì chọn anh làm chồng. Và đâu đó cũng có thể có những tiếng than nhẹ nhàng hơn: tôi lầm vì đã đi tu, tôi lầm vì mình là linh mục. Một sự chọn lựa có đó, nhưng mà cuộc sống không được diễn tả bằng niềm vui. Cũng là một gia đình, nhưng không phải là mái ấm, mà có khi lại là lò hỏa thiêu. Cũng là một cộng đoàn, nhưng nhiều khi nơi đó không phải là nơi tha thứ, chốn an vui. Nơi đó không phải là một cuộc đời những người chia sẻ tình huynh đệ. Nơi đó người ta không có thể cảm thông hay diễn tả sự khát khao của những con người tìm kiếm Thiên Chúa. Cũng có thể vì sự lầm lẫn nào đó mà người ta phải kéo lê cuộc đời của mình trong vô vị. Đức Giêsu không muốn các môn đệ của mình phải rơi vào tình trạng để rồi cuối cùng thốt lên: tôi đã lầm vì theo Đức Giêsu. Đức Giêsu muốn cho các ông nhận ra căn tính đích thật của Ngài, đấng chấp nhận nẻo đường của thập giá, và đó cũng là nẻo đường dành cho các môn đệ. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Khi các ông đối diện với mầu nhiệm thập giá, các ông không bị ngã quỵ. Khi ông đối diện với thử thách, các ông vẫn can đảm và tuyên xưng đức tin của mình. Khi các ông đối diện ngay cả với cái chết, các ông vẫn diễn tả một lòng trung tín: thầy là Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu giáo huấn cho các môn đệ, huấn luyện các ông để các ông từng bước trưởng thành trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Và
đồng hành với các ông để các ông có thể kiên vững đến cùng. Ngài chất vấn các môn đệ: anh em bảo thầy là ai? Và ngày hôm nay, nơi chính nơi đây, nơi cộng đoàn này, Chúa cũng đang chất vấn từng người chúng ta: anh em bảo thầy là ai? Chúng ta cũng có thể trả lời như Thánh Phêrô đã từng trả lời: thầy là Đức Kitô. Câu trả lời đó đúng lắm, nhưng có lẽ chưa đủ. Bởi vì không phải câu trả lời chúng ta có thể diễn tả một lần trong cuộc đời, mà phải trả lời câu hỏi ấy bằng cả đời sống. Thầy là ai? Đó phải là câu hỏi ta diễn tả trong đời sống đức tin của mình, một đời sống đức tin được thể hiện bằng hành động. Như điều mà Thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe: đức tin phải có hành động. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Anh em hãy cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho anh em thấy thế nào là tin. Ước chỉ mỗi chúng ta khi lắng nghe lời của Chúa, được Chúa ngỏ, được Chúa chất vấn, chúng ta có thể trả lời thầy là Đức Kitô bằng chính đời sống của chúng ta. Và chúng ta có thể diễn tả bằng một cuộc đời có thể còn đó gai góc, có thể còn đó thử thách, có thể còn đó bóng của thập giá phủ trên đời mình, nhưng chúng ta can đảm để tuyên xưng đức tin. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình.